Phút 15, Mitomer có bóng bên cánh trái cách khung thành khoảng 50m. Từ đây, từng nạo cánh 26 tuổi người Nhật Bản đột phá vào trung lộ, lướt qua 4 hậu vệ Wolf, rồi đánh bại thủ môn Hosesa. Sau siêu phẩm solo, chính Mitomer kiến tạo cho Estupinan nhân đôi cách biệt ở phút 46. Phút 51 và 55, Solly Mark ghi hai bàn còn lại cho Brighton. Wolf chỉ gỡ được một bàn, với pha lập công của Hoàng Hy Trang ở phút 61. Sau chiến thắng tối 19 tháng 8, Brighton lên dẫn đầu ngoại hạng Anh với 6 điểm tuyệt đối và hiệu số 8-2. Manchester City cũng có 6 điểm, nhưng xếp thứ 2 với hiệu số 4-0. Trước đó, ở vòng 1, Brighton xếp thứ 2 nhờ hạ tân binh Luton Town 4-1. Mitomer gia nhập Brighton vào năm 2021 từ Kawasaki Frontale, Nhật Bản, với giá 3 triệu USD. Tiền đạo cánh 26 tuổi bắt đầu khoác áo đội bóng Anh từ mùa trước, sau một mùa chơi cho câu lạc bộ Mỹ Union SC theo diện mượn. Trong 43 trận chơi cho Brighton, anh ghi 11 bàn và kiến tạo 9 lần. Mitomer kiến tạo 7 lần tại ngoại hạng Anh, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Nhật Bản nào trong lịch sử giải đấu. Mitomer cũng là ngôi sao của tuyển Nhật Bản. Anh từng ghi 7 bàn trong 17 trận quốc tế, góp mặt trong đội hình vào vòng 1/8 World Cup 2022 và bán kết Olympic 2021. Năm 16 tuổi, Mitomer từng gây bất ngờ khi từ chối hợp đồng chuyên nghiệp để vào đại học. Sau đó, anh viết luận án tốt nghiệp về nghệ thuật rê bóng. Mitomer nghiên cứu bằng cách gắn camera vào đầu để ghi lại chuyển động và kiểm tra xem chuyển động nào giúp anh vượt qua đối thủ. Brighton lên dẫn đầu ngoại hạng Anh trong bối cảnh vừa bán Alexi McAllister cho Liverpool, Robert Sanchez và Moises Caicedo cho Chelsea. Từ 3 vụ chuyển nhượng này, họ thu về 223 triệu đô la Mỹ. Mùa trước, chủ sân Farmer cũng bán Iver Mizuma, Mark Cacurella, Neil Maupay và Leandro Chossett để thu về 149 triệu. Brighton vốn nổi tiếng với chính sách mua rẻ bán đắt. Trước khi bán Alexi McAllister và Moises Caicedo hè này, họ chỉ tốn 14 triệu đô la Mỹ để mua về.